Dr. Van Tan Tan, the co-organizers of the seminar. Our young participants, both on site and online. It is my great pleasure to witness the effort of our summoned young professionals in pursuing a pivotal role in strengthening the capacity of the new generation to come to overcome climate challenges. Sustainable Mekong Research Network is approaching the end of Summit for All. There is a consensus in our community that our task towards sustainable Mekong needs to work with the new generation. Summit hopes to continue encouraging and working with the young professional in the next phase to come. It is self-evident that climate change crisis is the continuation of unsustainable human activities. We cannot just simply fixing the impacts alone, but have to go deeper to understand better and to break through our unsustainable business as usual. It is imperative for the transition towards sustainable water security to find alternatives. I support the idea of sharing successful stories and unraveling the challenges of water governance. I'm confident that this seminar will yield significant observations for the Mekong community to lay a stepping stone for innovative policy and practices for the future of sustainable water security. On behalf of SummerNet, I would like to thank the Human Studies Center, the Vietnamese Academy of Social Sciences, and SummerNet Young Professional for taking this initiative. The seminar is a good sign of vitality of our summit community. We are also grateful to SEI, our all-time supporter, without which our task would not be, have been possible. I wish all participants will be active and enjoy your deliberation in this seminar. Thank you and let our endeavor begin. Thank you very much, Dr. Chandana, for very warming and meaningful opening remarks. Now, shall I introduce Associate Professor Dr. Nguyễn Thị Hoài Lê, the Director of Institute of Human Study, to give her opening speech on site. Please go ahead, Dr. Hoài Lê. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for the speech of Dr. Chantana Kun-Ukiao, SummerNet Steering Committee. Dear Associate Professor Dr. Nguyễn Mai Đăng, Director of the International Training Center, Thủy Lợi University. Dear Mrs. Phonevilai Suki from Lao People Democratic Republic. Dear journalist Mile, expert from SummerNet. Dear expert scientist, young researcher from Research Institute under Vietnam Academy of Social Science, SummerNet, Thủy Lợi University, and others. Press agency to come here today to report this event and on participants on the online side. The Institute of Human Study always respects and highly appreciates the cooperative relationship with the SummerNet Young Professional Group under the SummerNet program of the Stockholm Environment Institute Asia. In particular, and Stockholm Environment Institute in general. We find that the working grounds of Stockholm Environment Institutes for the environment, for the community, and for the for promoting scientific research, especially for the young researcher, are extremely meaningful. In recent year, the Institute of Human Study and Stockholm Environment Institute have had participle scientists scientific cooperation activities. For example, in 2022, the Institute of Human Study coordinate with the Stockholm Environment Institute to implement a research project named Intersectional Impact of Air Pollution on the World
of work of informal labor group in craft là village in Hà Nội, Việt Nam. Under the program, the impact of air pollution on the world of work for women and jobs in East and Southeast Asia. In 2023, the jobs union of our institute cooperate with the Summonet Young Professional Group under the Summonet program of the Stockholm Environment Institute Asia to organize the workshop on the the role of jobs in communication and environment. The workshop achieved a good result and high diffusion. Following those success in this year, two organizations continue to organize a workshop on the topic water security is the main reason looking for the future. There are all attractive and interesting topics attracting the attention of many young union members, young people of two organizations, as well as scholars of many other organizations. This is good opportunity for young people to exchange, to discuss, express their opinion and propose solution to improve the environment issues. The workshop is also a forum for young people from different organizations to exchange, learn and expand their network of relationships. I would like to wish the workshop a great success, and I hope that the cooperative relations between the institutes of human study and domestic and foreign partners will become increasingly stronger with more devised and deeper cooperation activities. I would like to sincerely thanks to declare the opening of the workshop. Thank you. Thank you, Dr. Hoài Lê. So now, thank you. So now I would like to introduce Mr. Buanong Latuli to take on the facilitation part of the presentation for three speakers of today's seminar. Please, Poki. Thank you. Hello. Thank you, Tan Tan, for introducing me. I would like to take the next part of the facilitation for the presentation of the from the three speakers who will be sharing with us their insights to the topic on water security in the Mekong region, looking into the future. So we have here the three speakers who are online and on site. First is Dr. Nguyen Mai Dang, Associate Professor and Dean at the School of International Education at the Thoi Loi University. And next speaker we have is Ms. Phan Wee Lai Suki, Program Manager in the China Exploration and Research Society from Lao PDR. And our third speaker is Ms. Mile, who is a fellow under the Mekong Thought Leadership and Think Tanks Network from Vietnam. So you will be listening into the three speakers to share their insights. And let's start with the first presentation from Dr. Nguyen Mai Dang here with the title, Successful Stories on Water Security in the Mekong River, Prospects for the Future. Let us please welcome Dr. Dang to the floor and present his slides to the audience. So Dr. Dang, the floor is yours. Chắc là ở đây đông người Việt, trước khi trình bày bằng tiếng Việt để nó dễ truyền tải nhỉ. Thế còn có phiên dịch kia. Very good afternoon to our guests from Thailand, Samaras. So I saw here so almost a few people here is Vietnamese, so I would like to introduce my presentation in Vietnamese and then translate to English. Xin tất chào tất cả các anh chị, tôi là Nguyễn Minh Long, trường Đại học Thủy lợi. Hôm nay thì được mời đến cái buổi trình bày về cái này nó không không bấm được, hay là phải đứng trên này.
Xin cảm ơn ban tổ chức đã mời tham gia để trình bày. Thì tôi chuyên môn của tôi là về thủy lợi, về về nước. Thời gian gần đây thì tập trung nghiên cứu về water security, và hiện nay cũng có một số cái công bố quốc tế và cũng có hướng dẫn hai nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công về cái vấn đề về an ninh nguồn nước. Thì tôi là trường đại học thủy lợi, nên tôi sẽ giới thiệu ngắn thôi, thời gian không có hạn. Tuy nhiên là slide và tiếng Anh đầy đủ ở trên trên màn hình, và tôi sẽ trình bày vắn tắt. Với trường đại học thủy lợi thì sẽ xin một phút thì giới thiệu với trường đại học thủy lợi. Trường đại học thủy lợi thì cái tên thủy lợi là trước đây là người Việt thì biết như vậy, và trước đây thì dịch là tiểu Water Resource University. Tuy nhiên thì trường đại học thủy lợi hiện nay là mở rộng cho tất cả các ngành, trường đa ngành. Cho nên hiện nay là trường không không dịch là Water Resource University nữa, mà gọi Thủy lợi University, thành lập 1959. Và bây giờ cũng mở rộng ra rất nhiều các ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên các cái ngành về nước liên quan đến thủy lợi, thủy điện, phòng chống thiên tai là vẫn là chủ yếu cái trọng tâm về nghiên cứu của nhà trường. Thì trường Đại học Thủy lợi thì có cái campus chính, một là Đại học Thủy lợi ở Hà Nội thì ở 175 Tây Sơn, hai là ở Thành phố Hồ Chí Minh, cái phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, hai là ở Hưng Yên. Thì tập trung nghiên cứu thì toàn cả nước, nhưng mà tập trung về đào tạo thì cho cũng hai cái campus như vậy. Thì hiện nay thì chúng tôi có rất nhiều ngành khác nhau, tổng cộng là 62 các cái chương trình, kể cả đại học, cao học, tiến sĩ, và tổng cộng là khoảng 20.000 sinh viên, thì đã phủ gần như các cái ngành để đáp ứng cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Thì đấy là tóm tắt về trường Đại học Thủy lợi. Thế còn nội dung hôm nay chúng tôi trình bày tập trung về cái an ninh nguồn nước ở trong cái vùng sông Mekong, hoặc là chúng tôi quan niệm là tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Tức là thủ đô Hà Nội chúng ta thì nó không thuộc lưu vực sông Mekong, tuy nhiên thì Việt Nam nó thuộc là một thành viên chính của ven sông Mekong. Thì có đây chúng tôi trình bày một phần chính. Thứ nhất là cái hiện nay vấn đề an ninh nguồn nước liên quan rất là chặt chẽ với cái việc quản lý lưu vực sông xuyên biên giới, mà đó sông Mekong của chúng ta là một cái điển hình. Thế ngoài ra thì Việt Nam chúng ta còn có sông Hồng nữa, thì cũng là một sông xuyên biên giới. Và sông Mã, sông Cả thì cũng là sông xuyên biên giới. Ở khu vực Tây Nguyên thì có cái sông Sê San, Sê Pốc cũng là sông xuyên biên giới. Và chúng tôi trình bày một số cái vấn đề hiện nay là ngoài cái việc an ninh nguồn nước, trước đây chúng ta chỉ quan tâm đến 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 có thể là an ninh lương thực. Thì bây giờ nó linh với nhau an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và an ninh năng lượng. Thì chúng ta biết hiện nay thì một 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 giọt nước nó phục vụ rất nhiều ngành khác nhau. Đấy, nếu chia nhiều để cho phát triển nông nghiệp, tưới nhiều thì nó sẽ giảm cái nước để cho thủy điện, và nó sẽ có thể ảnh hưởng đến môi trường. Cho nên là bây giờ người ta cái xu hướng hiện nay đó là Nexus, cái liên kết giữa an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và an ninh năng lượng. Và một số cái tôi xin mình một số cái nó nổi bật hiện nay về cái khủng hoảng về nước, hay là gọi là cái khan hiếm nước trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, trong cái bối cảnh mà chúng ta phát triển đô thị hóa, trong cái bối cảnh mà dân số tăng, tất cả các cái nước trên thế giới hiện nay là đều có tăng về dân số, đa tăng về phát triển công nghiệp, thì nó đều tăng cái sử dụng nước và nó gây lên cái tác động đến nguồn nước. Và chúng ta biết là hiện nay chính phủ cũng như là đảng chính phủ là chúng ta đã có một số cái quan tâm thực sự đến đến cái an ninh của nước. Ví dụ như quyết định 36 Bộ Chính trị chẳng hạn, thì nó trình bày chi tiết về cái chính sách ưu tiên về phát triển nguồn nước và bảo vệ nguồn nước. Rồi một số cái bài học ở ủy ban về cái an ninh nguồn nước ở sông Mekong hiện nay, tức là vùng đồng bằng sông Cửu Long chúng ta đấy, là Mekong Delta đấy, vùng hạ lưu ấy, thì là bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái việc khai thác nguồn nước, và một số cái giải pháp hiện nay đang đang triển khai và đề nghị trong tương lai. Trước mắt là cái nói về cái quản lý nước xuyên biên giới, thì hiện nay chúng ta thấy là rất nhiều các dòng sông ở trên thế giới là chảy từ nước nọ sang nước kia, và nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người dân rất nhiều, và thậm chí hiện nay nó liên quan đến cả an ninh quốc gia nữa. Nhiều nơi là có thể đánh nhau chiến tranh vì nước, ví dụ
vùng Trung Đông chẳng hạn là rất là rõ cái việc đó. Thì nhìn trên bản đồ kia thì chúng ta thấy là người ta phân ra rất nhiều các cái cấp độ khác nhau, màu đỏ, màu cam, màu tím là những cái vùng mà trong tương lai nó sẽ tăng cái mức độ quan trọng hay là tranh chấp việc sử dụng nước ở các vùng vùng sông mà có sông xuyên biên giới. Và Việt Nam chúng ta có hai con sông xuyên biên giới rất quan trọng, đó là sông Mekong và sông Hồng. Từ những cái hiện nay nó phát triển đến an ninh nguồn nước thì đó, theo mục tiêu của Thiên Niên Kỷ trong 2017 cái mục tiêu để phát triển bền vững, thì trong đó chúng ta thấy có ba cái mục tiêu số 2, mục tiêu số 6 và mục tiêu số 7 là nó liên quan đến an ninh nước, an ninh lương thực và an ninh năng lượng. Đấy, và trên bản đồ chúng ta thấy dòng sông Mekong của chúng ta là bắt đầu từ trong Trung Quốc xuống đến Myanmar, đến Thái Lan, đến Lào, Campuchia, Việt Nam, và chúng ta là ở dưới cùng thì bị ảnh hưởng bởi rất nhiều các cái việc khai thác ở phía trên và ảnh hưởng đến cái vùng hạ lưu là vùng đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta. Thì nhìn những biểu đồ ở trên màn hình thì chúng ta thấy là mở nước thì nó phục vụ 70% cho việc sản xuất lương thực thực phẩm, đấy, cho 70% cho food, đấy, ví dụ thế. Thế còn lại là chỉ có 15% cho những cái nhu cầu khác thôi, đấy, vân vân, và 15% thì cho việc phát điện, đấy, thủy điện đấy. Thế ngoài ra thì thực phẩm nó cũng có những cái nhu cầu nó phục vụ cho những cái việc khác, ví dụ như thực phẩm có thể là sản xuất ra năng lượng, ví dụ bể bioga chẳng hạn, thì nó cũng sản xuất ra năng lượng nhưng mà rất là nhỏ. Rồi năng lượng thì nó cũng phục vụ cho sản xuất chế biến thực phẩm. Đấy. Thì tất cả ba cái đấy nó có liên hệ chặt chẽ với nhau. Đấy, nếu mà dùng cái này, tức là cái tài nguyên thì chỉ có một thôi, nhưng mà dùng cái này nhiều thì bên cái mặt khác nó sẽ ít đi. Do vậy mà người ta phải nghiên cứu cái nexus cái này để đảm bảo ra mang được cái lại lợi nhuận tốt nhất cho xã hội, đồng thời nó hạn chế được cái tác động ít nhất tác động xấu cho môi trường. Đấy, thì đây là cái mục tiêu phát triển bền vững. Đấy, nãy tôi đã nói rồi, mục tiêu số 2, số 6 và số 7 thì chúng ta bám theo cái chiến lược của Liên Hợp Quốc. Và tổng kết mấy năm, từ năm 14 đến năm 2021 thì chúng ta thấy là ở đây người ta tổng kết 5 cái loại rủi ro nổi nhất, lớn nhất, mạnh nhất trên toàn cầu năm mấy năm liên tục ấy, thì năm nào nó cũng có khoảng độ 2 đến 3 vấn đề nó liên quan đến nước. Ví dụ như về biến đổi khí hậu nó cũng liên quan đến nước, khủng hoảng nước, thiếu nước, thừa rồi thừa nước thì gây ra lũ, rồi ô nhiễm môi trường, ô nhiễm chất lượng nước. Đấy, ví dụ ngay trong Hà Nội chúng ta thôi, những ai ở cạnh những con sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sen, sông Nhiêu thì chúng ta thấy cái tình trạng ô nhiễm rất là nghiêm trọng. Rồi cái biến đổi khí hậu hiện nay là nó làm cho nhiệt độ tăng lên, nó làm cho lũ nhiều hơn, hạn hán thì nhiều hơn, tức là nó sẽ tác động đến nhiều cái. Và đây người ta cũng thống kê ra là 20 cái thành phố ở trên thế giới mà bị tác động thiếu nước ở trong các vùng đô thị. Đấy, và trong tương lai nó cũng sẽ nhiều hơn. Và đây là những hình ảnh của Hà Nội chúng ta. Đấy, có những thời kỳ ví dụ gần đây nhất là năm ngoái ở Thanh Hà chẳng hạn, các khu đô thị là bị thiếu nước, nó khủng hoảng nước trong những cái thời điểm nhất định nào đó. Đấy, thì đây là những bức 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 tranh mà chúng tôi thu thập. Còn đây là cái tình trạng về ô nhiễm nguồn nước. Đấy, tức là hiện nay chúng ta phát triển công nghiệp, phát triển dịch vụ du lịch sử dụng nước nhiều hơn, mà hệ thống xử lý nước của chúng ta hiện nay chưa đáp ứng đủ, tức là cái lượng nước mà được xử lý sau khi sử dụng đang còn rất ít, cho nên hầu hết là được xả ra vẫn còn ô nhiễm, xả ra hệ thống thiên nhiên nó gây ra tình trạng ô nhiễm. Đấy, thì đều nó ảnh hưởng đến đến cái vấn đề về an ninh nguồn nước. Cái khái niệm an ninh nguồn nước rất là rộng, nó bao gồm tất cả mọi cuộc sống, mọi sản xuất, mọi ngành nghề liên quan sử dụng đến nước. Nhiều nước quá cũng mất an ninh nguồn nước, nhiều nước quá thì gây ngập lụt, ít nước quá thì gây thiếu nước và gây ô nhiễm. Đặc biệt là những đô thị của chúng ta chẳng hạn, thì hiện tình trạng ngập lụt đô thị hiện nay cũng là một 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 vấn đề nó gây mất an ninh nguồn nước. Rồi ở cái vùng ven biển thì rủi ro do xâm nhập mặn, do nước biển dâng, biến đổi khí hậu thì băng tan ở hai cực Bắc và cực Nam, nó làm cho mực nước biển càng ngày càng dâng cao, ảnh hưởng đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, hạ lưu sông Mekong của chúng ta, đấy sẽ tạo ra cái xâm nhập mặn, cái salinity intrusion kia. Và đây là cái tình trạng mà ngập lụt nhiều hiện nay, tức là đặc biệt là ngập lụt đô thị. Với Hà Nội chúng ta thì hiện thì chúng ta kiểm soát lũ sông rất là tốt, sông Hồng này thì gần như là không bị lũ sông vì chúng ta có hệ thống hồ chứa. Tuy nhiên là lũ ngập lụt đô thị. Bây giờ cứ mưa một tiếng đồng hồ mà chúng ta chỉ cần bước ra khỏi tòa nhà này thì ra ngoài đường cái là ngập hết.
Đấy, tức là cái ngập đô thị do cái tốc độ đô thị hóa quá nhanh, hệ thống tiêu thoát nước nó không theo kịp được với cái tốc độ phát triển đô thị, giống như là cái tệ nạn tắc đường chẳng hạn. Chúng ta làm nhiều đường rất nhiều, xây cầu nọ cầu vượt cầu kia, nhưng mà tắc đường nó vẫn cứ nhiều. Hiện nay trong đô thị nó có ba vấn đề: một là ngập lụt đô thị, hai là tắc đường, và ba là ô nhiễm không khí. Chúng ta ngày càng phải đối mặt với cái tốc độ phát triển đô thị, tốc độ phát triển kinh tế xã hội. Và vùng nông thôn thì đương nhiên là những cái vùng thì cũng thường xuyên xảy ra ngập lụt đô thị ở các vùng nông thôn khi mà mưa lớn, đặc biệt là đối với tác động biến đổi khí hậu. Thì bên cạnh đó, vừa lũ xong thì có thể là bị hạn ngay, ra tình trạng hạn hán. Về mùa khô thì ít nước, mùa lũ mùa mưa thì lại nhiều nước, nó đối lập nhau, nó làm tác động đến cái vấn đề về an ninh nguồn nước. Và để đáp ứng được cái đảm bảo về cấp nước thì chúng ta lại một số vùng đô thị chúng ta sử dụng nước ngầm quá nhiều, nó vượt ngưỡng khai thác, làm cho mặt đất tự nhiên nó bị sụt lún xuống, nó như giống như một cái tấm mút mà bị hút nước hết lên, thì ở cái tấm mút đấy nó sẽ xẹp xuống, mặt đất chúng ta xẹp xuống. Những vùng đô thị hiện nay, đặc biệt Bangkok, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ là những cái vùng mà hiện nay cái mặt đất tự nhiên đang bị sụt lún xuống theo thời gian. Cho nên một số thành phố chúng ta hiện nay là nhà nước đã cấm khai thác nước ngầm ở một số vùng, do ảnh hưởng cái việc tác động của việc khai thác nước ngầm quá nhiều, nó gây tác động khác. Thế chỉ còn trong cái việc cấp nước thì cái việc mà lãng phí nước thì chúng ta thấy là rò rỉ, tức là người ta đã thống kê rồi, tức là thường hiện nay là lãng phí mất 30%. Chúng ta mà sản xuất ra 10 chai nước thì phải mất 3 chai là đổ đi rồi, còn lại chỉ có 7 chai được dùng thôi. Đó là cái lượng tổn thất rò rỉ rồi dọc đường rồi tổn thất ở trong các hộ gia đình vân vân, nó gây ra những cái ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái tài nguyên nước, và đặc biệt là nước sạch, nước phục vụ cho cuộc sống. Do vậy mà chúng ta cần phải hướng tới tương lai là gì? Phải xác định cái mối quan hệ giữa nước, an ninh nước, an ninh năng lượng và an ninh lương thực trong cái bối cảnh mà chúng ta quản lý những cái, đặc biệt là những hệ thống sông xuyên biên giới, và làm thế nào để thích nghi được với cái biến đổi khí hậu, đồng thời là chúng ta giảm được cái thiệt hại mà nó gây ra bởi cái biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu thì hiện nay nó đã xuất hiện nhiều, nó tác động rồi, không thể tránh được. Mà chúng ta có hai cách: một là một số cái chúng ta có thể ứng phó, nhưng một số cái chúng ta không thể ứng phó được thì phải thích nghi với nó. Đấy. Ví dụ như là canh tác nông nghiệp ở vùng vùng ven biển chẳng hạn, hiện nay là có thể phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hay chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển từ vùng sản xuất lúa sang sản xuất thủy sản chẳng hạn. Ví dụ đấy thì người ta phải adapt, người ta thích nghi với những việc đấy. Và hiện nay thì có một số cái vấn đề mà gọi là nổi cộm, ví dụ như là ngập lụt cần phải giải quyết. Đấy, nãy tôi vừa nói ngập lụt đô thị. Cái hình ảnh thứ hai là ô nhiễm dòng sông, tất cả các lượng xả thải xả ra dòng sông. Thứ ba nữa là vấn đề về cái kinh phí để khắc phục các cái ứng phó với cái biến đổi khí hậu, với an ninh nguồn nước, với kinh phí thu kêu gọi cái sự hỗ trợ. Kinh phí thứ thứ ba nữa là sản xuất nông nghiệp, thứ tư là môi trường, con người, môi trường tự nhiên vân vân. Thì năm cái tín nghĩa, cái thông điệp mà gửi ra cho thế hệ trẻ chúng ta, cũng như là trong tương lai thì chúng ta phải đáp ứng để khắc phục năm cái vấn đề này. Và như vậy, an ninh nguồn nước nó là một khái niệm đa ngành đa lĩnh vực, nó không phải là trước rất nhiều người nhầm là tại sao người ta chỉ nghĩ là an ninh nguồn nước là thiếu nước thôi, nhưng thực ra an ninh nguồn nước, thừa nước nó cũng là dạng an ninh nguồn nước. Ví dụ như chúng ta mưa nhiều mà chúng ta không có hệ thống tiêu thoát tốt, nó gây ra ngập lụt thì nó cũng là vấn đề an ninh nguồn nước không đảm bảo. Và đây một số cái khái niệm mà chúng tôi đã có tổng kết ở trên thế giới, và đây một số khái niệm về an ninh nguồn nước thì được sử dụng rộng rãi nhất đấy, theo cái của UN Water năm 2013 đấy. Tức là an ninh nguồn nước nó có bốn cái mảng chính kia, tức là nước phục vụ cho cuộc sống con người này, drinking water đấy. Thứ hai là đảm bảo về môi trường sinh thái, ecosystem. Thứ ba là những cái thiên tai liên quan đến nước, tức là lũ nó cũng liên quan đến nước, hạn nó cũng liên quan đến nước, biến đổi khí hậu nó cũng liên quan đến nước. Và cái thứ tư là nước phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, cái economic development activity kia. Và đây là một số cái kết quả nghiên cứu của chúng tôi mấy năm vừa rồi, có trong đó có một số cái công bố quốc tế về cái an ninh nguồn nước cho đô thị.
thì có năm cái dimension, đó là năm cái mảng chính, đó là cấp nước và vệ sinh môi trường, water supply and sanitation. Cái thứ hai là cái hiệu quả, hay là sản phẩm nước, hay là cái hiệu quả sử dụng nước, cái water productivity. Excuse me, Dr. Dan has 1 minute left. Ok. If you put web quickly up, that would be great. Thanks. I will finish soon. Và mỗi một cái dimension này thì chúng tôi có phát triển ra rất nhiều các cái indicator. Đây là một trong những cái biểu đồ, nó mô tả cái nước ngầm nó bị giảm theo thời gian do chúng ta khai thác quá nhiều. Và ở trong dòng sông thì chúng ta khai thác cát thì nó cũng làm cho sạt lở ở các vùng bờ sông, và đáy sông nó hạ xuống cho nên là mực nước nó bị hạ thấp, nên là không, các trạm bơm không lấy nước được vào các khu ruộng, khu tưới, nên là, và về mùa hạn thì nó ô nhiễm đấy, và thiếu nước cấp ở các khu đô thị trong trường hợp có một số cái sự cố. Và chúng hiện nay có một số nghiên cứu là đề xuất một số cái ở chặn dòng ngăn sông để dâng cao cột nước, đồng thời làm ô thuyền, làm đường cho cá đi để không ảnh hưởng đến môi trường, vân vân. Đấy, cái dimension thứ hai đó là cái sản phẩm sản xuất ra từ nước, tức là cái lợi ích từ nước mang lại, tính được đồng tiền, tính được ra tiền, hay là gọi giá nước. Cái thứ ba đó là cái thiên tai liên quan đến nước, một số cái thì tôi đã đề cập rồi. Đấy thì một bức ảnh này. Ở đây là chúng ta thấy ở Hà Nội rất nổi tiếng mà mấy năm ngoái, và ở Kiêng Nam kia thì đấy là ngập lụt đô thị đấy. Và cái dimension thứ tư đó là cái môi trường nước, chúng ta thấy là ô nhiễm sông, đây là hình ảnh ở sông Tô Lịch. Cái thứ năm đó là cái quản trị nước, cái này rất quan trọng. Bây giờ nó chúng ta làm cơ sở tầng, nhưng chúng ta quản trị không tốt thì nó cũng gây ra ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước. Và một số cái đề nghị các giải pháp như tiêu thoát nước đô thị, người ta có thể giống như Nhật Bản học làm các bể chứa nước ngầm ở dưới. Thì hiện nay chúng ta lấp hết hồ ao để xây nhà rồi, nó không còn đồng ruộng, không còn hồ ao nữa, thì cần phải làm các cái biện pháp tạm thời để chứa nước tạm thời. Và ở các hệ thống sông thì chúng ta làm các cái cống ngăn mặn, ô thuyền, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thế còn đây là cái chính sách của chúng ta, tức là Bộ Chính trị đã ra cái nghị quyết, cái kết luận số 36 về về tập trung về đảm bảo an ninh nguồn nước cho quốc gia. Ở đây một số cái hình ảnh của sông Mekong cho thấy là biến đổi khí hậu, nhiệt độ tăng, đồng thời là chiều thì dâng lên, cho nên là đồng bằng sông Cửu Long người ta nói là giống như một Hà Lan thu nhỏ, tức là sau này nó sẽ thấp xuống dưới đất, nó sẽ thấp hơn mực nước biển, tức mực nước biển càng ngày càng lên lên, trong khi đó đất thì lại thấp xuống, thì đang phải có những cái giải pháp để ứng phó với nó, có thể xây dựng hệ thống đôi biển giống như Hà Lan chẳng hạn, cũng đang nghiên cứu. Đấy, chúng ta thấy quá trình chiều nó ảnh hưởng đến hệ thống sông Mekong rất là nhiều. Đây là cái kịch bản xấu nhất về biến đổi khí hậu đến 2100, mà nếu mà chúng ta không có cái biện pháp ứng phó thì phần lớn diện tích đồng bằng sông Cửu Long nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Cái màu đỏ đấy là bị ảnh hưởng bởi tình trạng nước biển dâng ạ, và xâm nhập mặn đấy, cái vùng người ta tính ra cái vùng ranh giới xâm nhập mặn nó ảnh hưởng đến cái vựa lúa của đồng bằng sông Cửu Long ạ. Và đây một số cái sạt lở đất do chúng ta khai thác cát, rồi do cái xây dựng hồ chứa trên thượng nguồn gây ra sạt lở đất. Và chuyển nước hiện nay chúng ta thấy là đang thời sự cái kênh Phùn An của Campuchia phân nước ra biển biển Tây, thì nó sẽ ảnh hưởng đến vùng hạ lưu của chúng ta, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và một số cái giải pháp đã có nghiên cứu rồi và đang thực hiện, đó là giải pháp xanh, tức là người ta cố gắng gọi là, hay dùng từ là thuận thiên hay là kinh tế tuần hoàn chẳng hạn, dùng những cái lốp xe để làm các cái kè thay vì làm bê tông để chống sạt lở. Đây đấy một số cái nhà kinh nghiệm ở thực hiện ở đồng bằng sông Cửu Long ạ. Và giải pháp công trình là xây dựng các hệ thống công trình cái lớn cái bé, cái này rất nổi tiếng hiện nay, rất hiệu quả về kiểm soát mặn cho đồng bằng sông Cửu Long trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng ạ. Đã, xin hết ạ. Để đây là một toàn cái bài trình bày của tôi ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Thank you very much. Hello. Thank you, Dr. Deng, for your presentation. It's very clear that in Vietnam, especially in the Mekong Delta, faces a lot of insecurities in not just water, but also in terms of droughts and the climate change impacts that has affected the region. So we can see some similarities
that Vietnam has faced, not just in the other countries, but it's very severe too, that we can see the data from your presentation. Or thank you so much for your presentation. Now I would like to move on to our next speaker, which is Ms. Ponvirai Sukhi, who's a program manager in China Exploration and Research Society in Laos. And she will be presenting to you about the topic on the taking action on water security issues. She will be speaking about the groundwater security and climate change, where she will be sharing the perspective from the research that she has done with the JIRA project under the SummerNet funding. So please welcome Ms. Ponvirai to present. Thank you. The floor is yours, Ponvirai. Yes. Good afternoon, everyone. So nice to see you all. Firstly, I would like to extend a warm welcome for all of the participants who both joining us in person and joining the virtually. It's my pleasure to be here today and to this important event. And in this afternoon, I will be talking about the groundwater security and the climate change in Laos. Yeah, because this is an issue with the far-reaching implication for the Mekong region, and I'm eager to share some of the insight and the spark discussion on how we can navigate these challenges. And next slide, please. And so for today's content, I'll be following the key areas. First, by understanding the unique geographical context of the lower Mekong regions, particularly in Hanwilai, are you still with us? So apologies for this technical issue. Ms. Ponvirai is trying to reconnect, I believe. So we'll give her a few minutes until she rejoins. So for the online participants, if you are listening to the presentation in English, you can turn on your English interpretation mode in the button. For those who want to listen in Vietnamese, you can turn on the Vietnamese interpretation, which is in a function feature of the interpretation here in Zoom. And I would like to remind, if anyone wants to ask any questions from the previous presentation by Dr. Dang, you can also drop your questions to the chat box, and we will take questions and answer them in the discussion part later on. Ponvirai, are you back? Okay, so while we wait, maybe I share a little bit more reflections on the previous presentation by Dr. Dang. So what stood out to me in your presentation, Dr. Dang, is just you highlighted to identify the relationships between the water and flood, food and energy, right? And I think what we have to understand the relationship between these three to adapt and understand to the situation as best as we could, because understanding of these impacts helps in developing the sustainable practices that the can minimize the environmental degradation and so on. So I think you share a lot about the examples in each region. Maybe I could turn to Dr. Dang to also say more about your presentation if you'd like, while we wait for Ms. Ponvirai. Any additional thoughts towards the solutions, the future of what you see to tackle these challenges in the region here, especially in the Mekong Delta in Vietnam?
As I present, now we are facing with climate change and also related to, direct to the water security. So in terms of floods and in terms of water scarcity, in terms of water stress and also water quality pollution. And also we have a problem for water supply for the agriculture because the main river is the river bed is slowing down due to the sand mining along the river. The one season. The second season is we construct many dam hydropower. It's upstream. So it locks the sedimentation, it's upstream. So that's why in the downstream is unbalanced of sedimentation. So we'll make the situation of erosion, landslide, and some place is sedimentation. That's why now the riverbed is slowing. So we cannot pump the water from the river for agriculture cultivation and also for water supply. For household along the river. That is the main reason. The second reason is now we are getting with water security in the city, the urban water security. I was just show some picture. In the city now we have developed urbanization. And, we fulfill the pond, the lush, and we build the building, the high sky building. We build many facility, many building and many roads. That's why it makes problem about the flood control. So if there is rainfall along in the city, just 1 hour, 2 hours. So in Hanoi City, we have a facing gas flood, urban flood. The next one is also beside this flood, we also facing with the drought, means no water in the dry season. In the dry season, the amount of rainfall is less. And the time of rainfall also is less reduced. So that's why we have to find some solutions like we build a reservoir in upstream to keep the water from the rainfall season for water supply for in the dry season. But the negative impact I was talk about is makes the unbalance of sedimentation. So sometimes we can think that construction is positive, but sometimes it makes a negative. So that's why we have to find the solution for balance and positive and yes. Negative. That's why we have to find the green solution. We have to reuse water. Yeah, so there's some solution in the future. Definitely. Yeah. Thank you very much, Dr. Dang. Your insightful to that is very much appreciated. I think a lot of us, especially the young researchers out there, can definitely relate to the solutions on what you have just said earlier about finding the balance to tackle these challenges. Can I check if Han Rilai is back? Juan Rilai, are you back with us online? She seems offline, so I suggest maybe we can invite Mile next. So we can move on to the next speaker. So Miss Mile, I'd like to invite you to introduce us to your title, which Miss Mile will be speaking about taking action on water issues from the perspective of young professionals as agents of change. So, Mille, if you're ready, the floor is yours. Good afternoon, everyone. Allow me a few minutes to share my screen.
Millet. Is Millet still with us? Okay, so we also face some technical issues on Millet's side. So sorry about the technical problems that we have here to all our audience on site and online. I think she's back now. Let us wait for a few minutes until Millet reconnects. Millet, are you back with us online? So again, if you have any questions to our presenters here, please feel free to drop us your questions in the chat box. Okay, she's back. Yes. Okay, Millet. So from Bila, you can present after Millet. No? We will go ahead with Millet first and then you can. I'm so sorry that keep you guys waiting. So can you guys see my screen now? Yes, we can. Okay. Yeah. Okay, perfect. So again, good afternoon, everyone. Good afternoon, Dr. Chantana and Dr. Hoai Le and everyone online and in Hanoi right now. It's a pleasure to be here. My name is Millet and I'm a Vietnamese and I am now in Ho Chi Minh City. So hello from Saigon. So for my presentation, I won't be giving any scientific study or findings, but I'm gonna share with you my personal stories of how I make change to myself and to my career, and that led me to my career pathway that follow that doing work related to water security. So my message here is to see more than what you see. All right, so a little bit about myself. As you can see on the screen, I used to work for VTV, which is for the non-Vietnamese here. VTV is the national television in Vietnam. And it was an amazing job. My background was journalism, and these photos were taken in the year 2017, a long time ago. I believe that when I was the same age as a lot of people in the room right now. So what I was seeing from my work back then was that every year in September and October, Ho Chi Minh City has to suffer heavy tidal flooding, urban flooding. My job at that time was to give a daily report on how on that urban flooding. Every day the same. I do the news show 5 times a day, live from the street, and the work was rewarding at first, but I gradually realized that just by giving breaking news, I could not have the chance to dig deeper into the problem. I didn't really understand the reason why why too much water. And I as well didn't really know the ultimate solutions for the problem. So I came to a really hard decision that to quit my job at the VTV and to, you know, to find the answers for the very simple question at that time, why too much water in Ho Chi Minh City every year? So the first message I want to share with you is that I changed how I see myself. And I think it's usually the first step and usually the most difficult one. So after the job at VTV, I started working for NGOs, international NGO. So here you can see that I spent several years working for
the Oxford University Clinical Research Unit, and my responsibility was to engage school students and university students with science. And it seemed to me at that time that I can feel that I'm get closer to the answer that I was looking for. So while working there, I set up the model of science debate. And that's where I learned about the pill structure. So science debate is to for the young people to debate about problems in their life, but using scientific evidences. So for this science project, I got training from the UK, and then I come back to Vietnam and deliver the training to several high school and university in Ho Chi Minh City. And here I'd like to share with you very briefly about the pill structure. And I hope that from this keyword, pill structure, you can keep looking online, and there are a lot of useful material that you can like master this pill structure. So the pill structure teach me and teach us that whenever we want to present an idea, we should follow this structure. First, state your point very clearly and straightforward. Then provide some explanation. And the second E, which is really important, that we need to use evidences or examples to demonstrate, to illustrate, to prove why we believe in something. And finally, L, the link. So the pill structure teaches me and the students that work with me back then that we need to be science-based whenever we present an idea. And it's really helped me in my communication work, and especially science communication. So that is the first story about me. And the second story, I don't know if we can do any introduction here online, but I would like to ask you people in Hanoi and people online, that what do you see from these pictures? What is your first thought when you look at the ladies and maybe and a rural photo below? So the audience can either type your answers, or you can also turn on your audio and then share your insights, what you see in this picture. So I can start, Bilal. Looking at the pictures, I see a middle-aged woman. She's probably just back from her gardening and about to head home. I'm not sure if the others have any other thoughts, but yes, please feel free to share, because I'm also very new to the PO theory that Mile has shared. Or maybe you can share that, how does it make you feel, like positive or negative, worried, happy? I would say it represents happiness to me, because the banana fruit here represents food. So, yeah, thank you, Bookie. Yeah. So I believe that most of us have the feeling of positive when looking at these photos. And that was exactly how I felt when I first visited U Minh Thượng National Park. So you can see on the left, this is the map of U Minh Thượng National Park in the middle. And around it are, there are 21 canals with a lot of people, household living around the national park. So I was there to do a report on water shortage. And I was really, so this was part of my
media research partnership grant that I received from SummerNet 3 years ago. So the SummerNet gave me a small grant as a when I was a journalist, and my job was to follow the research group to go to the field and do reporting. It sounds simple at first, but when I first visited the place, I couldn't understand why they do a water security project here in the place that I can see water everywhere. So why we talk about water shortage when there was too much water? So that was my another question that I was keep questioning myself. So still too much water, why we had to worry? So this leads me to the second message that I would like to share today, that I changed how I see the world outside me. So I grew up in Ho Chi Minh City. I am a city dweller. I really didn't know much about the life of people from the Mekong Delta. I'm an outsider. So for me, and I think a lot of people here will experience some at some point in your life that you have to work with the local people from another place that you don't really have a chance to get to know them from. He has around 2 minutes, if you could wrap yeah. up. Yes. So, that. Great. So what I did, thanks to the grants from SummerNet, was that I spent a year ago working with a research group, and I understand that why we need to do some water intervention in that place. So if you want to know more about the story, their findings, and why, you can scan the QR code here and read my story in Vietnamese, sorry. But I have another version in English, so I can share with you guys later. So from that partnership, I continue to build up relationship with the main researchers in the Mekong Delta. And below, you can see that this photo was taken last year. So now I've been one of them. But so I follow them and learn about their research work in the Mekong Delta. And so the message here is to team up with the researcher as myself, as a journalist, as a communicator. And I think any other job, if you really want to work in water security and environmental issues, you need to team up with the researcher and to understand their work. So so for now, at present, I am no longer the SummerNet grantee, but I have become an entity Mekong Think Tank Fellows. So I will spend a year in Bangkok, working really close with the Mekong researcher, like you can see on the photo here. And I will have a bigger chance to learn about their work and to translate their scientific findings into communication, digestible information. I put up another QR code here so you can follow the work of SummerNet and future opportunities. And finally, the final story, very quickly. So this was taken from the latest digital news report 2024 by the Oxford University Reuters Institute. So they do it every year. They do a really big report, but I'm gonna show you, I would like you to focus on this one on at the top, that the proportion of people who say that they trust the news or not. So this report was conducted globally, but in Asia, I remember, they did a survey in Thailand, Philippines, and maybe China. Sorry, I don't remember all the countries, but we can see here that people under the age of 35, young professional like us, are now tend to trust the news less than before. So this may be an alarming sign, but then another result from the survey that more and more younger groups are more and more interested in environment and climate change topics as well as wellness. You can see here. Yeah, so young people now care more about the environment, and that is a good sign. So I think from these two data,
My message here is that we can either chose to be a news avoidance, like I don't want to read news about climate change, too stressful, or we can either be a climate advocate. We can share positive story about climate change. We can encourage others to care and to take action about climate change. So my final message here is that I can change how I take in the news and in the past, and now I have changed how I produce news, and I believe that you can too. You don't need to be a journalist or a communicator, but we can all talk about climate change in the most positive and optimistic way. Thank you. Thank you very much, Mile, for sharing your experiences and your journey as a young professional and a young journalist who's working in the field of water insecurity for quite a while now. And very happy to see your insights shared to our participant today. I think this is a good example of, especially for those working under journalism, can probably take in the action that you, similar to what you've taken, and to also believe that you can do more and advocate more from what you see in the news. All right, so now we have also one more presenter, which we have online, back online with us, Ms. Ponvilai. Can I check if you're still with us? Yes. Okay, she's back. All right, good. Then I would like to invite you to take us into your presentation, Ponvilai. And I think we're also very much tight in time, so maybe you can also present this in 5 minutes or a bit more. That's fine. And the title, I'd like to reemphasize that Ms. Ponvilai will be speaking about her presentation on groundwater security and climate change. So Ms. Ponvilai, the floor is yours. Okay, hello. So I really apologize for the early problem issue that I got earlier. Okay, so I will talk about the groundwater security and the climate change in Laos. So the next slide, please, so we can go fast. Okay, so the content today, we're going to talk about the unique specific of the geography and the climate change, particularly in Laos, and the overview and the key finding from the GIRA project and the reflection as a young professor in joining the project. And lastly is the key takeaway from my side. Next slide, please. Okay, so first, I would like to explain a little bit about Laos geographic setting. Some of you may know, but some might not yet. So first, Laos is a landlocked country in the Southeast Asia that we rely on the heavily on the ground water resources. So it's like it's back in 10 years ago, the groundwater is very popular in Laos, but then recently we are facing the climate change, and the climate change also impact or affect the groundwater uses in Laos. Because in Laos we do a lot of agricultural activity, but however the climate change forces the growing trade, the issue on the groundwater uses. And also, moreover, a lack of understanding about how much groundwater will be used and how recharge threaten in the long-term uses for the security it allows. PIDA. Yes, next slide, please. And I also want to mention also about the climate event in the response to the human impact in the ecosystem, because Laos faces the significant challenge in ensuring the groundwater security due to the intertwined security relationship between the climate change and the human impact. So that's why in here I would like to explain in the two key way that climate event impact on. First is the increasing the evaporator during the dry season, which including the rising temperature and the impact of the groundwater recharge.
also the human impact related to the deforestation and the land degradation for the further. And secondly, is the issue that excessively heavily on the rain can contaminate the groundwater resources during the rainy season. And why did I mention this? Because it allows, we do not have how to say a regulation that been implemented for the groundwater user yet. So that's why we mainly when they dealing the groundwater it's not too deep enough. So that's why in terms of safety it's not enough yet. So that's why during the rainy season it might be the water could contaminate. Next slide, please. And as we are discussing today on the water security in the Mekong region, they're looking for the future. I also want to share some of the insights from the project that I have involved. It's called, the full name is Strengthening Groundwater Governance in the Lower Mekong Region, or in short, we call it GIRA project. So I will explain a little bit background on this project. So the GIRA project was a joint initiative and is funded by the Stockholm Environmental Institute, SEI, and the Summon It for All. And the primary goal for this project is to assess to the groundwater governance in the four key areas within the Lower Mekong region. First is in Vientiane capital. Second is Khon Kaen, Thailand. Third is Siem Reap, Cambodia. And fourth is Kantuk, Vietnam. Yeah. And this project, we aim to evaluate the current state of the groundwater governance in the selected rapidly in the urban areas of the Lower Mekong region in the command way to strengthen the groundwater governance in evidence based on the understanding of the groundwater availability. And is also used to the potential conflict under the multiple stress in the future. And this project is a 2.5 year project that's been employed integrate the assessment approach to achieve the objective. Next slide, please. And before we get the key finding, what we have done so far is like the desk research, because at that time was the pandemic, we could not go to the field, so we collect some of the data in this country. Second is we do the expert community survey. The third is we also organize the policy engagement to find the key finding. So on this one, I did not show the some of the scientific next slide, please. So on this presentation, I did not talk much about the scientific. I just want to digest and make it to simple things to understand more. Yeah. As you can see here that there are four country. That is the key finding here. And we could identify from the project that the main primary user for the groundwater users, as you can see here that Laos, Cambodia, or Vietnam, majority of user is for domestic sector. But also Laos also included the agriculture sector that is for number. But in Khon Kaen or in Thailand, the majority of using groundwater is for industrial sectors. And for the key finding here that I will specifically talking about in Laos case. So the key finding here, we're also finding that in terms of the data to supporting in terms of making the research to identify for the future in Laos and in Cambodia, we still could not support enough data for this project yet. And also in Laos that we could see so far that the implementation on the groundwater regulation framework still under the process. So it means that people can access to the groundwater uses, but do not know yet about the regulation and in terms of safety. And also the key finding we could find here is that we lack of the expert
or the human resources that related to the field, to the groundwater. And also in terms of the collaboration mechanism, we also lack on this. Yes. Next slide, please. And for the way forward for Lao PIDA after we have been finishing the key findings. So for the Lao PIDA, we focus on the building knowledge. First is the aquifer mapping and monitoring is very important because we can conduct in the deep aquifer mapping to understand the distribution and the capacity of the groundwater resources in the region. And second is the groundwater modeling is also important for the next step because it can develop the groundwater model to predict the future water availability and based on the climate change projection and the current use pattern so that they can know that the limitation of the water use. The third is the community involvement. It's very important to include and involve the community in the project to foster and active the community to let them be a part of the project. And this to empower the community to take the ownership and the responsibility to protecting the groundwater resources as well. Next slide, sorry. Okay. And from this project, from my insight as a reflection in this field, I would like to share some of the reflection that I have joining the JIRA project in Laos. I want to discuss and learning experience to improve and how to shape my understanding about the groundwater. To be honest, firstly, before I was joining this project about the groundwater governance, I was like, why do we need to do a project about the groundwater governance? And I did not concern about that. Oh, it might be an impact or effect for the future. So that's why this project is really new and it's very helpful for the Laos case because we heavily rely on the groundwater uses as well. Yeah, so from here, the reflection, as I have learned, so that's I have divided into three main categories. First is to improve my personal growth and also inspiration me and also learning. As the personal growth that I want to list here is that it's enhanced my expertise and gain the deeper understanding on the groundwater governance in the new concept of Laos. And this also this knowledge also equipped me to contribute meaningfully to discuss and decision making on the process because we join it as a team. And secondly is I also have learned some of the technique of the research skill that sharpened me because this project I also actively participate in the data collection to see the local people and also even my house, we also use the groundwater. So I also understand about this issue that occurring also. And also the problem solving approach. And secondly, about the inspiration on the that I have joined the JIRA project. Okay. Next slide, please. So as a young professional involved in the JIRA project, I see the important role of the Lao young community to be involved in the project and what kind of the activity should be involved in this project. So first is to community educate and capacity building program is also important to be listed here in this role for the young community. And also advocate the policy reform as a young professional within the JIRA project, also actively mobilizing and advocate for the policy reform. And also the cross-border collaboration within the Mekong region is also very important because from our previous experience research
joint project that we could share some of the best experiences that we could do, and we don't need to do it. For example, in Hongan, the best practices that we could see is they could dealing the groundwater in the one site, that's your big site, so that the whole community can use for just one. So it's quite safe and also secure as well. So last slide, next slide. So the key takeaway from me as a young professional role, through my participation in the JIRA, I have gained valuable insight, the urgency of the groundwater governance, and now fully understand the critical role of the effective management practices in the protecting the crucial resource. And also the regional variable, the project exposed me the diverse water management challenges that face across the Lower Mekong region, that which highly needed to tailor the solution. And for the inclusion conclusion, for the key takeaway from me is JIRA project has been a transformative experience. I'm so grateful for the opportunity to learn and contribute, be inspired the future. Our water security in Laos depend on the corrective action. So let's join the conversation, explore the solution to work together to ensure the sustainable water for future. Yes. Next slide. So by this presentation, I hope this presentation has been provide some of the valuable insight into groundwater security and the important youth involvement. So thank you for your listening and your time. Thank you. Thank you very much, Ms. Pon Rilai. I think your presentation was very inspiring, and seeing you working with the community on the ground, it's very also an inspiration for other young professionals to get themselves involved in projects similar to yours. I believe now we have listened to all our guest speakers on their presentation, and the time we have right now, I think we're a bit over time, so we might need to cut the coffee break a bit and proceed to the next session, where we're gonna do a panel discussion with our three panelists. So perhaps I'd like to invite Kaisu to help us take the group photo online, and then we can proceed to the panel discussion then. Participants online, if you're comfortable to turn on your camera, please do, so that we can take a group photo together, and then we can proceed. Hi, Sue. Okay. Is it all? You're 23, but we only have... Okay. Thank you. I will count to 1, 2, 3 and give us a big smile. Okay. 1, 2, 3. Okay, great. Thank you, everyone. All right, online people, you can grab your coffee and drinks and come back to the session with us, because we're going to proceed to the next part of the of this seminar, which is the panel discussion led by our colleague, Mr. Bori Patlabo. So now, just to recap our sessions, we have heard our three panelists, our three speakers, presenting what's happening in their region, what's happening in Vietnam, what's happening in terms of journalists, young perspective on the ground with water security, and what's happening in the region in Laos on water security. So we're gonna listen more on
what their future solutions that they'd like to us to address. And I think BoryPod Label can take us through these panel discussions to learn more on their perspectives to water security in the region. So BoryPod, if you're ready, I'd like to hand the floor to you. Okay, Pukki, I'm ready. Thank you. Welcome everyone to this exciting panel discussion. My name is BoryPod. I'll be the moderator for this session. The aim of the panel discussion is mainly for the panelists to share their ideas and experiences. It's very much aimed to be a casual discussion. So hopefully the panelists have fun, the participants have fun listening to the discussions, and hopefully we get some interesting exchanges going on. So I have some exciting questions for the panelists. So maybe I'll start with my first question. And I'd like to invite Ponvilay and Milay to answer this one. And the question is, on a scale of 1 to 10, with 10 being extremely optimistic, how optimistic are you about the future of the Mekong region's water security and why? Ponvilay, do you wanna get us starting? Yes. Okay, can you hear me? Yes. Okay, so based on your based on my experience with the Jura project, I would give around 8. And the reason is because we have increased the awareness and also the growing commitment and also the success on the Jura project been so far. But we still have the remaining challenges here. However, the score that I give 8, that there are still challenges and overcome in this include. So firstly, the effective of the translating awareness into the concrete action, or it's like digest informative to the grassroots people. Yeah. And also second is to ensure the sufficiency, funding and the resource for the implement sustainable water management practices. The lastly is to address the complex of the issue on the climate change and the impact on the water resources. Yes, thank you. Thank you, Ponvilay. So, hey, that's pretty optimistic. That's great to hear. So can I hear from another young professional, Milay? Where are you on this optimistic scale? Thank you, BoryPod, for the question. So my original was 8, but now I changed to 7 to make it diverse. Anyway, so I remain optimistic because we have seen amazing progress in the issue of water security. I don't know other countries, but in Vietnam, the news and the media and the television, we talk a lot about water in the past few months, and it's a good thing. And a lot of young people, like everyone here, now choose to work for the environment, to choose the green jobs, and they have more platform to speak up their voices and to contribute to the effort. And another thing that is that we have a lot of good research going on. And the last thing, not good, but I think we can be optimistic that more and more people are suffering from climate change and water insecurity. And I think that it pushed everyone, the rich and the poor, the young people and the senior people, it pushed everyone to take climate change seriously and to take actions. So that's 7. Okay, thank you, Milay. So we have 8 and 7. So Dr. Dang, based on the reflections shared by Ponvilay and Milay, what is your key takeaway from these reflections? BoryPod, can you please repeat the question for Dr. Dang? Sure. So Dr. Dang, based on the reflections from Ponvilay and Milay on their optimisms about the Mekong region's water security, what is your some of your key takeaways from those reflections? From the presentation in Ho Chi Minh City, I saw that you mentioned about the flooding in Ho Chi Minh City. That is the same every city in Vietnam, Hanoi, Hải Phòng, and Da Nang, Ho Chi Minh, and Cần Thơ the same. Because
I will mention in the presentation now we are develop the urbanization a lot. So we build a lot of concrete and build a lot of building. That's why now we have to find a solution to store water in the underground. Many ponds, many lakes, we have a food film, we have a destroy. So the natural areas in the city now is really were lost. So no space for stored water during the rainy season. So that's why the urban flooding is happen every day when the rainy events happen in the city. That it is the water say in security in term of water in the urban area. And the second presentation in Laos, you mentioned about groundwater in Laos also have some issues related to water. And Vietnam also, we are facing about some place in the city. That is, we exploit a lot of groundwater for water supply. So that's why effect to the subsidy of the land surface. So many location, the government have to forbidden to exploit the groundwater to protect groundwater and to mitigate with the subsidy of the land surfaces. And in the Central Highland Vietnam, we also use a lot of groundwater for irrigation. So that's mixed situation of what groundwater resource is reduced and no recharge from the surface due to the in the surface we locked by the concrete, locked by the construction, locked by the many activity and infrastructure. So the recharge of groundwater is reduced the time now. So we have to find some solution to recharge. We call the artificial recharge for groundwater to keep the groundwater storage stable for the future. And that's why we also we find some solution use the surface water instead of we use groundwater. That is some my reflection with our presentation. Thank you very much. Thank you, Dr. Dang. Okay, for my next question, I'd like to invite Ponwilai and Dr. Dang back. And the question is, what are some technological solutions or social innovations that will play an important role in ensuring water security in the Mekong region? Ponwilai, do you want to start us off again? Yes. Okay. Thank you, Bolipat. Okay, so based on the discussion about the water security in the Mekong region, so I come up with the two solutions or the innovation that I would be particularly interested in learning more about this. First is about the nature-based solution for the water management. And second is the technology innovation for the water monitoring and efficiency. Yeah. Because to understand the solution, it could be we need to addressing the challenge that highlight earlier and learning about a successful implementation also. Yeah, and also by fostering the innovation in water management practices, yeah, into the reality. Yeah, thank you. Okay, thank you, Ponwilai. So nature-based solution, a hot topic right now. Yeah. Okay. Yeah. Dr. Dang, how about you? What do you think are some solutions that will be important in the future? You mean a solution for what? Technological solutions or social innovations that will play an important role in ensuring that water security in the Mekong region. Uh-huh. In the future, I also give some solution in the presentation for Bang from Mekong River. We have to use some green solution and soft solution. Like we
plants the lowland tree along the sea and the river side, and also we use some material which we can reduce the concrete construction along the riverbed and the riverside and river banks to protect the river bank for the erosion now due to the unbalance of sedimentation in the river, and also the sea level rise from the eastern sea of Vietnam and the western sea of Vietnam. That's what in the sea is increasing year by year due to the climate change. So the melting from the north and then the south ice from the south, and then the water level, sea water level is increasing. That's a major effect to the salinity intrusion. So that's why we have to maybe the change of cultivation from the agriculture to aquaculture, and also we can use some structure measure, build some dam, and for sheep transfer, and also for fish transfer around, along the river when we build the dam along across the river. So we can control the flood, and also we can control the salinity intrusion in the future. That is some solution Vietnam have are using in the Mekong Delta in Vietnam now. Thank you. Thank you, Dr. Dang. So, Milay, Pong Milay and Dr. Dang have shared some solutions and innovations. So, from what you've heard, is there any of these kind of solutions that you want to learn more about, and why is that? Thank you for the two scientists. It's great to hear from the scientists that about what is really in the central, in the heart of water solutions. So from my perspective as a journalist, as a communicator, I would like to hear more about two kind of solutions. The first one is the nature-based solutions that Hon Bilate and Dr. Dang had mentioned. So So I think that the nature-based solutions are really aligned with the spirit of Thuong Thien that we've been talking a lot in the Mekong Delta. So to translate it into English, Thuong Thien is like following the nature, following the sky. Yeah. So in the Mekong Delta nowadays, people try to do intervention, do the solution that go with the flow, that not against nature. So I really would like to hear more about that in the future on the newspaper and on the internet. The second kind of solution that I really care about is the solution that ensure social equality. Because I think that when the marginalized people, including LGBTs or the gender or the disabled people, when they don't have a chance to speak up their situation, the policy, the solution won't be able to fully address an issue. And that's why we really need to include the voices from the marginalized people when designing solutions and when talking about solutions. That's all. Okay, thank you, Milay. Some important points about ensuring that the solutions that we come up with are socially inclusive. Okay, so now for my third question, I'd like to invite Dr. Dang and Milay. What is your advice for young professionals who want to contribute to a water secure Mekong? Dr. Dang, do you want to share your advice? Yes, as I mentioned, that's our world is changing a lot. In terms of climate, in terms of population is increasing, in terms of urbanization,
moving the population, the moving the population from the rural area to the city. And so now we are facing many negative impact of the changing of our world. So I would like to advise my young professional, we try to cooperate together between the country. I mentioned that in our Mekong, we chance is water management. So five countries in the Mekong River basins from China, from Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, and Vietnam, we should cooperate to manage the best way to keep the sustainable development for the Mekong, our Mekong River basin. And also we find some innovation, use new technology, use a nature-based solution to protect the river bank, river beds, water quality, and also flood control, urban flood control, sanitary intrusion, and especially the sea level rise. Now Vietnam is a Mekong River Delta, we call the Đồng bằng sông Cửu Long, is much impacted by the sea level rise. Because the Mekong Delta of Vietnam is very low now, and also sea level rise, so we have to find non-structural measure, including structural measure to control the water quality, to control the floods, and also we and water supply for agriculture, for domestic, and also environment ecology system protection. So we should work together, and we learn innovation and technology. Thank you very much. Thank you, Dr. Dang. Okay, what about Mile? What about your What are some advice do you have? Thank you. So I have two advice. First of all, keep an open mind. So from my earlier presentation, I mentioned that what we see is not really what it is. So we need to look deeper, dig deeper, look more for the answer. And another reason is that when it comes to water security, a lot of countries involved. So we need to work with people from other countries, other cultures. There might be some conflicts, some differences, but if we keep an open mind, you, the young people, will see that we are the same, we want the same thing, and we are in the same battle. My second advice is that try to improve your communication skills. Be a good storyteller so that internally and externally, by being a good storyteller, you can talk about what you do, you can help talk about other people issues, and that is really what connects people in the really big world. That's all. Hey, thank you very much, Milay. Good points. Milay, based on the suggestions that you've heard from Dr. Dang and also Milay, would you like to build on any of these suggestions or add any of your own? Yes, thank you, Bolipat. Yeah. So I do agree with the on the building network and the regional network. I think it's very important that we can collaborate and exchange knowledge across the Mekong region. I do agree with this. Yeah. And also I want to add more, and also Mili also agree with you that it's a good storyteller is also important. And include with the community engagement. And also I want to add more is the community engagement and the behavior change. So it's like if we want to change or to let them change something, first we need to learn from the root of the problem. First that why do they first to see the root of the problem, yeah, before we change that one. Yeah. That is from my point. Thank you, Pan Wilai. Okay, so I'm just looking at the time, and actually I have a little bit more time. So yay, I have a bonus session for us. And in this session, I kind of want to invite the panelist members. If any of you want to share or raise a question of your own for us to discuss here,
Milay, Dr. Dang or Pon Vilay, do you, any of you have a question or topic you want to talk about? I have one right here. May Go I? ahead, go ahead. I would like to ask the participants that I'm aware that you come from different background, you are doing different kind of jobs. So how will you include the water issues into your current job? Did I Okay. say it again? Go ahead, please. Yeah, so again, the question is, you with different backgrounds, what are you going to do to integrate the water security issue into your current work? Okay, interesting question. And you'd like to address this to the participants, right, Milay? Yeah. Okay, so participants, please feel free, if you're online, please feel free to use the hand raise feature in Zoom, or if you're in person, raise your physical hand and one of our team members there will be sure to get to you. So anybody wants to share a bit about how they will integrate water issues into their current work? Bookie, is there anyone raising their hand over there in Hanoi? So I'm looking around the room right now. Is there anyone who would like to add on to the answer Milay's question? Please don't be shy. We are all friends here. No, not a hand here yet. Maybe from online, anyone of you would like to answer, how would you incorporate the water issue into your work? The online participants have no comment, Milay. People can answer in Vietnamese, right? Yes, yep. Of course. Mọi người có thể trả lời bằng tiếng Việt à? Milay, can you answer, ask in Vietnamese then, and just to emphasize Câu hỏi của mình là tại vì ở đây mọi người sẽ làm những công việc khác nhau, có những cái background khác nhau, thì câu hỏi là bạn dự định là sẽ đưa cái câu chuyện, cái chủ đề an ninh nước này vào cái công việc hiện tại của bạn như thế nào? Tôi hỏi thêm ở đây cho nó rõ tiếng Việt, tức là nãy giờ nghe rất nhiều về an ninh nguồn nước rồi. Chúng ta ở đây thì toàn các nhà khoa học trẻ. Tôi cũng hỏi một câu nhỏ thôi, tức là có ai đã có cái kinh nghiệm hay là có những trải nghiệm gì đến cái việc mà mất an ninh nguồn nước ở cái gia đình của mình hay là ở cái khu vực mình sống hay khu vực mình làm việc chưa? Đã có cái trải nghiệm gì chưa? Đã có cái đấy, tức là cái khái niệm an ninh nãy tôi trình bày rồi, nó là một cái khái niệm rất là rộng, nó liên quan đến tất cả các cuộc sống của chúng ta, liên quan đến nước. Đấy, thì đã có cái bạn nào mà đã có gặp cái trường hợp mất an ninh nguồn nước ở trong liên quan đến bản thân ta hay là người thân của ta chưa? Có bạn nào nghiên cứu viên của Viện Địa lý Nhân văn chẳng hạn, trong lúc đợi Viện Địa lý Nhân văn trả lời thì tôi cũng xin giới thiệu là đối với các vấn đề về an ninh con người thì viện tôi cũng có những cái chủ đề hoặc là những cái nghiên cứu từ trước đến nay nghiên cứu về an ninh nguồn nước. Ví dụ như là trước đây thì có một cái nghiên cứu về nước sạch ở nông thôn, thì do một nghiên cứu rất trẻ của viện đấy là chị Phạm Thị Tính thực hiện. Và trong cái đợt đề tài cấp bộ tới này vừa mới xét duyệt xong ấy, thì chúng tôi có bạn Phan Thanh Thanh cũng là chair với tôi ngày hôm nay, thì sẽ làm một cái đề tài về an ninh của nước nhưng mà cho nông nghiệp và nuôi trồng đánh bắt thủy sản ở một cái tỉnh ở trong vùng Đông Nam Bộ. Và để cái mục tiêu của bạn ấy là tìm hiểu về cái việc thực hiện các cái quyền để tiếp cận các cái nguồn nước cho sinh hoạt của cái người dân nông thôn ở đây, sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp đấy, ở đây, và làm sao để hướng đến cái mục tiêu là đảm bảo cái bền vững cái sinh kế. Bởi vì trong tất cả các cái an ninh nguồn nước đấy thì nó không chỉ là vấn đề về, có thể tức là những cái vấn đề về an ninh nguồn nước nó không chỉ là đơn thuần là an ninh nguồn nước riêng, mà nó thường sẽ gắn với một cái khía cạnh nào đó của cuộc sống con người. Thì chúng tôi có thể gắn với cái việc là thì con người có được tiếp cận, tức là có được hưởng cái nguồn nước sạch hay không, có đủ nước hay không, và đủ này hoặc là thiếu này, hoặc là thừa như là giáo sư đang có nói chẳng hạn, hoặc là ví dụ các cái vấn đề về việc là phục vụ cho cái sinh kế của người ta như nào, phục vụ cho tưới tiêu nuôi trồng ra làm sao, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì dưới góc độ của Viện Nghiên cứu Con người thì chúng tôi thường là nghiên cứu an ninh nguồn nước dưới những cái góc độ như vậy.
Thì không biết là với các cái viện khác thì các cái nghiên cứu viên trẻ và rất trẻ đúng không ạ? Chúng ta có những cái nghiên cứu gì về chủ đề này không ạ? Bên chỗ anh đáp, vâng, xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Đáp của Viện Địa lý Nhân văn ạ. Vâng ạ, cảm ơn ban tổ chức đã giới thiệu thì tôi cũng không giới thiệu lại nữa, tôi chỉ xin nói một chút về cái nội dung và chủ đề mà các anh chị đang thảo luận. Đấy, chị My Lê hay là anh Boripat anh cũng có trao đổi, cũng như là thầy Mai Đặng cũng có trao đổi về cái vấn đề về những cái nghiên cứu về an ninh nguồn nước theo cái cách tiếp cận, ví dụ như là cái background của chúng ta là gì, chúng ta tiếp cận như thế nào. Thì cũng báo cáo là tôi cũng có 15 năm làm việc ở Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho nên là tôi cũng có biết một chút về những cái vấn đề về nghiên cứu về chính sách về về an ninh nguồn nước. Nếu mà các anh chị theo dõi ở trong trên các phương tiện thông tin đại chúng ở hồi cuối năm ngoái ấy, thì Quốc hội đã thông qua cái luật tài nguyên nước sửa đổi cho cái luật trước đấy là luật thông qua năm 2012, thì cái luật 2023 mà sửa đổi vừa rồi ấy, thì cái cốt lõi mà đưa vào cái tư tưởng, đưa vào chủ đạo ấy, đưa cái vấn đề về nội dung về đảm bảo an ninh nguồn nước cho phát triển kinh tế xã hội, như như thầy Mai Đặng từ nãy cũng có nói rồi, thì trong đấy thì có bốn cái nội hàm mà liên quan. Thứ nhất là đảm bảo về cái số lượng và chất lượng, thứ hai là đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội như như thầy có nói, công nghiệp, nông nghiệp rồi phát triển, cái thứ ba là đảm bảo cho vấn đề về về an ninh quốc phòng, môi trường, sinh thái, và cái thứ tư là đảm bảo các yếu tố về ứng phó với các vấn đề do thiên tai và con người gây ra. Thì thực ra cũng muốn nhấn mạnh thêm cả, tại vì nó rất khó, có những cái thứ cứ cứ tưởng là do thiên tai, là chỉ do các yếu tố tự nhiên thôi, nhưng mà biến đổi, tôi lấy ví dụ như biến đổi khí hậu cũng là do những cái tác nhân do con người gây ra, cho nên nó cũng vừa có yếu tố tự nhiên nhưng cũng vừa yếu tố con người. Thì cái nội hàm thứ tư ở trong trong luật tài nguyên nước sửa đổi mà người ta cũng đã đưa ra cái những cái vấn đề lý luận và cũng đã luận giải và đưa vào rất rõ trong các tiêu chuẩn ở trong luật. Thì cụ thể hơn thì trong các điều khoản của luật cũng đã đưa ra, bổ sung ra mấy cái điều mà để giải quyết cái vấn đề bài toán này. Và cái thứ nhất là đảm bảo cái việc là cơ chế điều phối liên vùng giữa 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 các lưu vực sông, các lượng nước ở nơi thừa nước thì bổ sung điều tiết cho nơi thiếu nước. Đấy gọi là quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, rồi quy hoạch lưu vực sông, thì cái đấy cũng đã được đưa vào bổ sung vào các nội dung chi tiết. Trong thứ hai là đảm bảo cái dòng chảy tối thiểu giữa các dòng sông, để ở cái ngưỡng nào thì chúng ta không được phép khai thác nữa và chúng ta bắt buộc phải bổ cập hay bổ trợ hay là đảm bảo để cho không không bị như như chúng ta nói có những cái dòng sông nó cạn và biến thành cái dòng sông chết. Cái thứ ba là đảm bảo cái vấn đề về về bảo vệ môi trường. Về tôi thì tôi đang làm nhiều thiên về cái mảng về về ô nhiễm nhiều hơn, ô nhiễm môi trường, cái thứ trong đó có ô nhiễm về về chất thải rắn, ô nhiễm về nước. Thì cũng báo cáo là vì sao sao cái vấn đề như như từ nãy các diễn giả chúng ta có trình bày rồi, có thể liên quan đến hạn hán, liên quan đến xâm nhập mặn, rồi liên quan đến lũ lụt, các vấn đề về an ninh nguồn nước. Nhưng mà có cái vấn đề này nữa, vẫn đủ nước nhưng mà nước mà mất cái chức năng sản xuất. Tôi lấy ví dụ như nước bị ô nhiễm không có khả năng sử dụng được, hoặc là sử dụng nhưng không đáp ứng được, ví dụ như nước sông bị ô nhiễm ta không thể sử dụng cho tưới tiêu hay mục đích, hay là mục đích cung cấp nước sạch, gọi là drinking water như như thầy Mai Đặng có nói. Thì đấy cũng là một dạng của an ninh nguồn nước mà chúng ta ở Việt Nam trong trong cái bối cảnh phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì cũng có rất nhiều cái vấn đề liên quan. Chúng ta thấy rồi, có những cái sự cố môi trường biển như năm 2016 ở Việt Nam mà diễn ra ở các tỉnh miền Trung, thì chúng ta cũng sẽ hình dung rõ hơn về cái vấn đề về liên quan đến an ninh nguồn nước ở cái góc độ như vậy. Thì thêm một cái điều nữa mà tôi cũng muốn chia sẻ thêm với các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ ở đây, thì tôi cách đây một vài năm thì tôi có được làm việc với một một người về xây dựng luật bảo vệ môi trường Việt Nam lần đầu tiên năm 1993 ấy. Thì ông ấy có nói lại với tôi, năm ngoái thì tôi cũng ngồi với ông ấy rất là lâu, ông ấy nói lại với tôi là một cái dạng an ninh phi truyền thống là an ninh môi trường ấy, an ninh nguồn nước hay các thứ được xếp vào an ninh phi truyền thống ấy. Chúng ta biết rồi, an ninh truyền thống ví dụ như chúng ta dùng vũ khí đạn dược hay các thứ để có thể tấn công để giành lợi thế, nhưng mà cái một cái dạng an ninh phi truyền thống như chúng ta đây, thực ra cái này nhưng mà có cái tính sát thương, cái tính gọi là gây nguy hiểm ấy nó còn nhiều hơn. Tôi lấy ví dụ như một cái vùng nước nó bị ô nhiễm thì dẫn tới cả cái khu vực đấy không có nước sử dụng hoàn toàn, chúng ta có thể biến thành một một vùng đất chết, hoặc là ở đâu mà không có nước thì chắc chắn là đấy không thể có phát triển kinh tế xã hội được, ví dụ như vậy. Cho nên một cái chính sách như vụ liên vùng, nếu như mà giả sử cái vùng này phát triển thủy điện hay là phát triển một cái hệ thống kênh đào kênh dẫn gì đấy mà
ảnh hưởng đến cái vùng khác ấy, thì cái tác động nó còn nguy hiểm hơn là tác động rộng lớn và tác động mang tính vô hình nhưng nó rất rộng lớn và có thể là còn đe dọa cả. Mà như chúng ta chọn cái chủ đề hiện nay là đảm bảo gọi là hướng tới tương lai đấy, the future gì đấy, thì chúng ta thấy là cái mức độ và cái vai trò, nên là trong cái đảm bảo an ninh nguồn nước như 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 từ nãy diễn giả chúng ta có nói, cái đặc điểm cái tài nguyên nước của Việt Nam ấy, cái nguồn nước nội tại chỉ chiếm một phần, trong đó cái nguồn nước gọi là nguồn nước nội sinh ấy, trong đó có rất nhiều các lưu vực sông xuyên biên giới, từ sông Mekong hay là đấy, thế thành ra là có những cái mạng lưới ấy, cái network như thế này ấy, để cho các đại biểu từ diễn giả từ các nước trong khu vực, ví dụ như ở Việt Nam, Lào, Campuchia hay là Thái Lan hay là Trung Quốc, có thể tham gia, chúng ta có những cái tiếng nói, có những cái diễn đàn cùng nhau chia sẻ thảo luận về những cái vấn đề để đảm bảo an ninh nguồn nước, thế mới đảm bảo cái yếu tố gọi là trong khu vực, nó cùng cái tiếng nói của các nhà khoa học, nhưng tiếng nói của chúng ta thì có vẻ nó sẽ độc lập hơn so với tiếng nói của những cái nhà gọi là chính sách, thì người ta có thể là có những cái nhiều nhiều cái yếu tố người ta sẽ cân nhắc, nhưng chúng ta thì có thể những cái nghiên cứu của chúng ta nó sẽ rất độc lập và sẽ rất là hữu ích để cho các nhà hoạch định chính sách, hay là cho các cơ quan người ta có những cái nhìn mà nó chính xác hơn về 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 các vấn đề. Vâng ạ, tôi chỉ xin chia sẻ một vài cái nội dung như vậy. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Đáp ạ. Và cũng là chuyên môn cũng rất sâu đấy, đặc biệt là anh ấy làm ở Bộ Tài nguyên Môi trường một thời gian và nắm rất vững luật, thì đúng là mọi cái thông tin mà anh có trao đổi thì rất là chuẩn. Tức là chúng ta biết là hiện nay biến đổi khí hậu, tài nguyên nước của Việt Nam chúng ta thì nhiều người nhầm là nó là tài nguyên vô hạn, thực ra bây giờ nó đang bị ô nhiễm, có nước đấy nhưng mà không sử dụng được. Ví dụ chúng ta ra sông Tô Lịch ấy, thấy nước đấy nhưng mà không thể sử dụng được. Thứ hai nữa là nước của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào sông ở ngoài biên giới, ví dụ sông Mekong chẳng hạn, 60% là phụ thuộc vào các nước thượng nguồn, sông Hồng thì 50% phụ thuộc nước sông thượng nguồn. Mà bây giờ các cái thượng lưu thì hầu hết là vì xây dựng các đập hồ chứa để phục vụ cho phát điện, phục vụ cho tưới, phát triển kinh tế xã hội. Thì đương nhiên là tất cả các cái nhiệm vụ đấy thì nó mang rất nhiều lợi ích, tuy nhiên là giống như bàn tay của chúng ta lại có mặt trái và mặt phải. Mang mọi dạng mang rất nhiều lợi ích nhưng mà nó cũng có rất nhiều cái hạn chế. Vậy thì nhiệm vụ của các nhà khoa học chúng ta phải tìm ra cái giải pháp để mà hạn chế cái mặt hại, phát huy mặt lợi. Ngay lũ thôi, đồng bằng sông Cửu Long trước đây lũ thì người ta cứ nghĩ là lũ là mang lại cái hại, nhưng thực ra bây giờ đồng bằng sông Cửu Long là mất lũ rồi hoặc là còn lũ rất ít, thì đấy là nó rất là mang lại rất nhiều cái hạn chế. Và người dân đồng bằng sông Long người ta sống vì lũ, nó mang lại rất nhiều cái lợi ích nhưng bây giờ không còn lũ. Thì đấy là một trong những cái giải pháp. Cho nên là bây giờ người ta đang tập trung nhiều cái giải pháp mà gọi là giải pháp thuận thiên đấy, nature based solution đấy, tức là dùng các cái giải pháp mềm. Thì tuy nhiên những cái giải pháp mềm thì chưa đủ, hoặc là hay chơi thuật ngữ chuyên môn chúng gọi là giải pháp phi công trình, chưa đủ mà phải các giải pháp công trình nữa. Giải pháp công trình thì nó tác động rất nhanh, rất rõ. Còn giải pháp mềm thì nó sẽ tác động từ từ. Thì chúng ta phải kết hợp nhiều giải pháp để cải thiện cái chất lượng nước, cải thiện cái sử dụng nước mang lại cái hiệu quả cao nhất. Đấy. Nước thì nó liên quan đến rất nhiều cuộc sống của chúng ta rồi. Một nhà khoa học trên thế giới người ta nói là hàng nghìn người có thể sống không có tình yêu cũng được, nhưng mà không ai sống không có nước được cả. Bây giờ chỉ cần thiếu nước một tí thôi, vài tiếng đồng hồ không uống nước là chết rồi. Và thứ hai uống nước mà bị ô nhiễm, đấy, như anh vừa thì nói đấy, bây giờ ví dụ nước ngầm chẳng hạn, bây giờ ô nhiễm arsen mà chúng ta không biết ấy, thì nó nguy hiểm, nó gây ung thư rất rất là rõ, nhưng mà nó ngấm dần dần chúng ta không biết được đâu. Chúng ta cứ uống hàng ngày nhưng mà có thể vài năm sau ấy bị, thì đấy là cái tác động rất nguy hiểm đến an ninh nguồn nước. Rồi đấy là thiếu nước về chất lượng nước, còn thừa nước cũng không được, lũ lụt quá cũng không được. Bây giờ đây cứ đô thị Hà Nội ra, các thành phố đây lúc nãy có cái bức tranh của chị Lê ở trong thành phố Hồ Chí Minh đấy, là lũ thành phố Hồ Chí Minh thì ngoài cái lũ ngập lụt đô thị ra là có chiều cường nữa cơ. Thì đấy là đấy cũng là một dạng mất an ninh nguồn nước, rất nhiều cái. Rồi vượt tầm quốc gia về về an ninh quốc phòng, ví dụ Israel và Palestine hay là các nước Trung Đông vùng đấy, vùng Libya tranh nhau đánh nhau, cái cuộc chiến năm 67 là tranh nhau cao nguyên Golan, là cái vùng đấy là vùng nước, cái vựa nước, ông nào chiếm được cao nguyên Golan càng nhiều thì sẽ thắng, sẽ mang lại lợi ích cho quốc gia nhiều hơn. Thì đấy là chiến tranh vì nước. Và hiện nay không những vùng đấy mà tất cả vùng đấy. Bây giờ sông Mekong cũng đang thế đấy. Đấy, một
cái câu chuyện rất thực sự hiện nay là Campuchia đang dự kiến xây cái kênh Funan, thì cũng là một vấn đề đã ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta. Nước thượng nguồn thì bị ảnh hưởng, đồng thời là biển thì lại dâng lên, thì nó ảnh hưởng rất rất nặng nề đến đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy chúng ta phải có giải pháp, chúng ta phải sử dụng công nghệ, chúng ta phải có những sáng kiến, rồi rất nhiều các cái cần cái sự nỗ lực để hợp tác giữa các quốc gia. Đấy là để tôi nhấn mạnh thêm hay nói thêm để chúng ta hiểu đây là một cái diễn đàn rất hay để chúng ta truyền thông mà, rồi chúng ta sử dụng tiết kiệm nước trong cái nguyên lý, một trong nguyên lý rất quan trọng của sử dụng quản lý tài nguyên nước tổng hợp, đó là cái vai trò của người phụ nữ rất quan trọng. Ở đây là viện nghiên cứu con người mà, tất cả mọi cái liên quan con người cả. Mục tiêu số 1 an ninh nguồn nước là gì? Là đảm bảo cho hộ gia đình nước để cho nước uống, nước sinh hoạt, đấy quan trọng nhất là phục vụ con người, sau đó mới đến các nhiệm vụ khác. Cái gì quan trọng nhưng quan trọng nhất là phục vụ con người, đấy, quyền con người được sử dụng nước, đấy, và đấy là những cái đấy. Và chúng ta sử dụng nước trong nhà, tiết kiệm nước, bảo vệ, chống ô nhiễm, vân vân, để tất cả mọi cái hoạt động chúng ta làm sao mà bảo vệ cái nguồn nước nó trong sạch, nó phục vụ lại cho con người, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo môi trường sạch, sinh thái, vân vân. Để xin hết ạ. Thank you so much, Dr. Dam. So I think overall, to kind of wrap up, I think overall we're optimistic. Some of us may be a bit more cautiously optimistic, but I think in general we're quite positive about the future of the Mekong region and its border security. I like that a lot of the solutions that I mentioned, like nature-based solutions or Twenting, sorry if I mispronounced, or green solutions, will have an important role in the future. But we also, as Mile really rightly pointed out, we have to ensure that these solutions that we create are inclusive and people-centered as well, so that they don't cause more disruptions or impacts on the most vulnerable. And I really like Dr. Dung's and also Pon Willai also echoed this as well about the importance of working and cooperating together to build a network to kind of solve these water insecurity issues in our region. And I think one great platform for that is to join the Summit at Young Professionals. We have a Facebook page, email newsletter, and we also organize networking opportunities and also training such as communications, which Mile pointed out is a very important topic. As part of engaging with communities and other stakeholders on these issues. So do please join us and we look forward to engaging with you more in the future. And with that, I would like to move over, give the floor back to Tan Tan, who will give some share some final reflections and key takeaways. Please go ahead, Tan Tan. Thank you, Boribat. So, very interesting discussion today, and we have a lot of information. And I would like to give some reflection and also closing remark. For today, is it clear that the topic of water security is a multi-dimensional issues, and water is very limited resource. It's related to agriculture, food security, water engineering, public health, economic growth, environmental sustainability, and disaster risk reduction. Water is also a fundamental human right, which is closely related to the right to food, to livelihood, to development. And the issues of water scarcity need to be coped with by different stakeholders, from people at the local level, from researcher, from policymaker, journalist, government, and private sector at different level, from individual to community level and policy making level. We also need the cooperation, international cooperation and national cooperation to solve the issues of water insecurity. The attention of decision makers will certainly contribute to the solution of water security problems. However, water challenges such as water deficiency with the temperature change and drought or flood, as we see in the case study of Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand today, remain enormous. And the urgent issue require all of the researcher, engineer, manager, and decision maker to provide innovative solution from all aspect to solve the problem. The solution for water insecurity, however, need to be done by good decision-making processes and smart policies. Water security also need to have a holistic approach to solve the problem from a technical approach, such as developing new alternative system to reduce the unsustainable use of water in food production, agriculture, integrating water, food, and energy methods, as Dr. Duck today present,
in transboundary water management to strengthening community as formulae and building resilient infrastructure water waste treatment plan, early warning system against natural disaster to more social, political, and human rights-based approaches. I believe that the further linkage between water energy, food framework, and on soil sustainable development goals could help to improve water security for all, including marginalized and the most vulnerable group in the Mekong region. Thank you very much. And maybe Dr. Pile also have closing remark for today's seminar. Vâng, cảm ơn các anh chị đã tham gia cái buổi tọa đàm ngày hôm nay, và đặc biệt là cái buổi tọa đàm ngày hôm nay là hướng đến các cái nhà nghiên cứu trẻ và những cái người mà rất là muốn cống hiến những cái sức lực của mình cho cái cộng đồng, và đặc biệt là làm sao chúng ta có thể giải quyết được các cái vấn đề về môi trường mà có liên quan đến cái vấn đến nguồn nước, tiếp cận nguồn nước, và làm sao đảm bảo cho người dân được có những cái được sống ở trong một cái môi trường mà nó trong lành và đảm bảo được cái nguồn nước của mình. Và tôi cũng xin cảm ơn phía đối tác là Summernet, rồi Viện Nghiên cứu Môi trường Stockholm, và cả các cái đối tác khác, các cái trường đại học, các cái viện kinh tế, viện nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam hôm nay đã đến đây để tham dự cái tọa đàm này. Và đối với chúng tôi thì cái sự liên kết hợp tác với Summernet là nó cũng đã cũng có một cái thời gian khá là lâu dài, và trong tương lai thì chúng tôi cũng hy vọng là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tổ chức những cái buổi tọa đàm như thế này, và đặc biệt là những cái buổi tọa đàm mà dành cho các nghiên cứu viên trẻ. Thì rất mong những cái buổi tọa đàm trong tương lai thì cũng được sự tham gia của các giáo sư, của những cái nhà nghiên cứu đã lâu năm, có nhiều kinh nghiệm, nhiều nghiên cứu, nhưng mà đồng thời là đặc biệt là cũng làm sao có thể thu hút được các nhà nghiên cứu viên trẻ để chúng ta có thể tham gia vào các cái công việc nghiên cứu, công việc tham mưu chính sách, cũng như là các cái hoạt động vì cộng đồng. Sau đây thì chúng ta sẽ có một cái chút nghỉ giải lao, và chúng ta sẽ đến một cái phiên về phát triển mạng lưới quốc tế về hợp tác nghiên cứu cũng như là hợp tác về các cái hoạt động về môi trường. Thì chúng tôi cũng đã có liên hệ với các cái viện là Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu Kinh tế, Viện Địa lý Nhân văn, và cả Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, thì cũng đã có cử các cái đại biểu của mình đến đây họp ngày hôm nay. Thì sau khi nghỉ giải lao vào thì xin phép là chúng ta sẽ đến cái phiên để phiên hoạt động mạng lưới, và chúng tôi cũng đã có chuyển cái câu hỏi trước cho các viện để mọi người có cái sự chuẩn bị, để phiên sau vào thì chúng ta cũng sẽ có một cái phần thảo luận nho nhỏ về một là chúng ta có thể trả lời các cái vấn đề mà trong các cái câu hỏi người ta quan tâm, hai là chúng ta cũng có thể sâu ra được những cái nhu cầu, hoặc là có thể sâu ra được những vấn đề mà các bạn quan tâm, để chúng ta có thể tìm được đến nhau tốt hơn ở trong tương lai, và các cái nhu cầu chúng ta gặp gỡ nhau thì cũng sát hơn ở trong tương lai, và làm cho những cái cuộc tọa đàm như này trong tương lai của chúng ta sẽ có cái hiệu quả được tốt hơn. Thế thì sau đây xin mời chúng ta sẽ có nghỉ giải lao và sẽ quay trở về cái phiên mạng lưới sau đây tầm khoảng chúng ta sẽ nghỉ tầm khoảng 10 phút. Và xin cảm ơn. Thank you very much for our online participants who have joined this seminar on water security, looking into the future. I would like to also end this seminar online for the participants who joined. Thank you so much for your participants, and thank you for our guest speaker, Min Le, Hoan Vi Lai, and Dr. Dang for joining us from online, and all our colleagues here who supported the facilitation. I hope you have a wonderful weekend ahead, and looking forward to see you again in our next event for Summit Young Professionals. Thank you very much.